toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng cho anh em một con chim mọc dở. Con này là do vận chuyển những cái tí đầu đuôi nha các bạn nhé. Các bạn nào nhận ông long thì yên mũi em nha. Chim cũng rất là đẹp, đầu mà rất là đẹp nhé. Con này thì giá nó cũng êm cho các bác đi trang long nha các bạn nhé. Chim thì không tập lúa gì, tầm khoảng 85% nhé các bạn nhé. Nói chung là vẫn là dạ chim màu dở nha các bác nhé. Chim thì chim hai mùa nha các bác nhé. Các bác xem tầm mà nó cũng rất là đẹp nha các bác nhé. Con này hót cũng rất là mau mỏ nha các bác nhé. Hót cầu cầu nha, rất là sung luôn nha các bác nhé. Con này bắt đầu thay lông rồi nha các bạn nhé. Lông đầu là cũng thêm được một tí rồi các bạn. Hóp mau mỏ cao cầu nha các bạn nhé. Chim rất là sung chim luôn. Để các bạn nhìn thấy đầu mà nó chưa. Đầu mà rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Bạn nhìn thấy đôi mắt chưa? Đôi mắt rất là đẹp luôn. Mình cứ đi lên thôi nha, các bạn nào kết thì cứ liên hệ em nha. Xin chào các bạn nha.